Xin chào các bạn. Hôm nay mình đi giao cây HP702, Roland HP702. Cây này cũng khá hay, ở tầm giá 35-40 triệu. Clip này không phải là clip review, tuy nhiên Hoàng vẫn để tên là clip review để cho các bạn search trên YouTube cho nó dễ nha các bạn nhé. Đấy, bên Hoàng có cái chiếc xe đẩy rất là dễ dàng. Cái đàn này thì nó có hai kiện nha các bạn nha. Cái kiện trên á là cái chân đàn này, cái pedal này, cái vách gì đó. Còn cái kiện dưới là cái đầu đàn và các chi tiết còn lại. Đó, Hoàng cũng tặng cho khách luôn cái ghế. Bởi vì cái đợt này là có cái ghế. Bình thường thì chỉ có ghế thường thôi chứ không có được cái ghế Roland về đâu. Mà nó thiệt quý lắm thì mình tặng chứ nó, số lượng nó rất là có hạn. Đấy. Cái thùng này này ở bên hãng họ làm là họ bảo đảm rơi vỡ luôn nha các bạn. Đương nhiên là mình chẳng có cố tình làm rơi vỡ làm gì. Tuy nhiên là cái thùng họ làm rất là chắc chắn, là họ bảo đảm nếu mà có rơi thì nó cũng không có vỡ đâu. Rồi mình ráp chân trước cho các bạn xem. Rồi bây giờ mình mới khui thùng ha. Khui thùng và lấy các chi tiết ra. Thì chỗ này Hoàng tua nhanh để cho các bạn coi cho nó khỏi đỡ chán. Đấy. Rồi các bạn gỡ ra từ từ. Rồi bỏ cái bọc ra dựng lên rất cẩn thận nha, kẻo bị trầy. Tụi Hoàng làm vậy chứ rất là cẩn thận. Rồi xong thì xếp cái thùng lại cho nó gọn. Bỏ xuống. Rồi tiếp theo là khui cái thùng ở dưới. Thùng ở dưới là có cái đầu đàn đó. Chỗ này là nếu mà ai dùng dao rọc giấy thì cũng phải rọc từ từ thôi, kẻo rọc sâu quá nó đụng phải cái đàn nó chảy hết đó. Rồi chỗ này hai người nha đó. Hai người khiêng ra rồi coi còn gì nữa không. Rồi hết rồi đó. Rồi bây giờ chúng ta ráp cái chân đàn với cái đàn. Rồi gỡ dây ra sẵn nha. Rồi gắn cái vách vô nè. Đấy, rồi có mấy con ốc à, dễ om à. Rồi chuẩn bị mình lấy cái đầu đàn mình đặt lên nữa là xong. Hai người đi cho nó êm ái, không có nó trật cái nó đổ cái mất công. Rồi đó, đàn mới tinh ha các bạn, gắn cái giá sát vô rồi vặn ốc để cố định cái đầu đàn với cái chân đàn nha, cẩn thận nha. Đó, các bạn cứ quan sát clip này là các bạn có thể về nhà lắp ráp, tự lắp ráp nếu mà các bạn ở phương xa. Tụi Hoàng không có thể đến tận nơi để lắp ráp được thì các bạn cứ coi clip này để các bạn lắp ráp. Cái cây 702 này là kích thước nó to hơn cái cây 601 đời trước. Đó. Rồi cái phím bấm của nó thì nó chuyển qua nó làm hình tròn. Cái gu hồi trước á là hình chữ nhật, hình vuông. Giờ nó lại làm hình tròn. Mỗi cái nó có cái hay riêng à. Chứ cũng không có phải là cái này nó đẹp hơn đâu. Nhưng mà công nhận là cái model này nhìn nó to bản hơn. Cho nên là nhìn nó hầm hố, nhìn nó đẹp hơn. Cái model trước trông nó hơi gầy. Đấy. Đó có cái chữ HP702. Rồi các bạn coi là bên hông họ bo cong những cái chỗ, nói chung là nhìn khá là đẹp mắt. Đây là màu R nha, Roll Shoot. Clip này thì không có gọi là clip review được. Hoàng chỉ có chở đàn đến nhà khách rồi lắp ráp nó lên. Rồi sau đó là đàn thử vài tiếng cho các bạn. Mà cái clip này cái đợt đó là cái kỹ thuật thu âm của Hoàng nó cũng còn dở, cho nên là cái âm thanh nó nghe nó cũng không được trong trẻo lắm. Các bạn thông cảm nha. Thank you.
Cây này vừa đẹp vừa hay, các bạn nhớ mà ủng hộ bên Hoàng nha. Cảm ơn các bạn, hẹn lại lần sau.